Ok, tụt ra Cuba ăn rùa hậu. Trời ơi, ác mộng. Rùa hậu. Ác mộng của anh Huy. Phúc không nên ăn hai ô bánh mì trước khi chạy bộ. Gì vậy? Không tốt. Chạy đường lửa anh chọn nghe. Rất là ngon, rùa hâu rất là ngon, rất là sực khuê. Nếu mọi người chưa biết, tên tiếng Việt của trái cây này là rùa hâu. Tại vì rùa là melon, and hâu giống như là hậu đầu. Tại vì ăn sẽ không giữ mặt của bạn sạch sẽ.